Minh Ngọc chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Chuyện tối cùng sao, được phát sóng vào lúc 21 giờ 50 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay, Minh Ngọc sẽ cùng quý vị khán giả gặp một ca sĩ được đông đảo quý vị khán giả yêu thích qua những MV hài nhạc, và đó chính là ca sĩ Hồ Việt Trung. Xin chào anh. Hồ Việt Trung xin được chào tất cả quý khán giả, xin được chào Minh Ngọc. Và Minh Ngọc rất vui khi hôm nay được gặp anh Hồ Việt Trung đến với Chuyện tối cùng sao. Và theo như em tìm hiểu á, cả mẹ và cậu của anh đều là nghệ sĩ hát cải lương. Như vậy thì tại sao anh không nối nghiệp gia đình cũng theo dòng nhạc cải lương mà lại đi qua dòng nhạc trẻ, và đặc biệt là tạo dấu ấn với những MV hài như thế ạ? Thường thì cải lương thì phải học nhịp nhàng, với lại mình cũng phải hợp chất giọng cải lương nữa. Nhưng mà từ nhỏ thì Trung đã nghe nhạc trẻ là nhiều và nghe dòng nhạc trữ tình là nhiều. Dạ. Nên là Trung quyết định theo con đường nhạc trẻ. Và theo em được hay thì anh làm nghề đến 10 năm mới bắt đầu tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Làm sao mà anh có thể giữ được sự bền bỉ và gọi là kiên trì như thế ạ? Hồ Việt Trung đi hát từ năm 2003. Sau 10 năm thì Trung mới được khán giả biết tới. Đầu tiên là phải yêu nghề cái đã. Dạ. Yeah. Và cái lửa nghề trong mình là mình có một cái suy nghĩ là phải làm cho bằng được. Đam mê của mình làm không được 10 phần thì mình làm 6 phần, 7 phần cũng được, miễn sao là được khán giả biết tới là mình vui. Trong một khoảng thời gian dài như thế thì có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ đổi sang một công việc khác không? Chưa bao giờ. Và đến bây giờ luôn vẫn không bao giờ nghĩ là mình sẽ chuyển sang công việc khác. Có thể là mình làm thêm, có kinh phí để mình đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc của mình. Nhưng mà chưa bao giờ Trung nghĩ là mình sẽ đổi nghề hết. Như vậy thì anh đã xác định là mình sẽ trở thành ca sĩ từ năm bao nhiêu tuổi hả? Trung đi hát năm 16 tuổi. Từ nhỏ là có ước mơ là làm ca sĩ rồi. Chính thức theo nghề tới bây giờ là được khoảng bao nhiêu năm rồi anh? 20 năm. Trong suốt chặng đường 20 năm đó có bao giờ anh cảm thấy buồn với hành trình làm nghề của mình chưa? Những cái bước đầu tiên thì rất là gian nan. Khoảng 10 năm đầu thì có lúc cũng buồn. Nhưng mà mình phải tự nhủ bản thân mình cố gắng thôi. Từ đâu mà anh có ý tưởng làm những MV nhạc hài như thế ạ? Cái đó là cái duyên của ông trời cho. Trung quay hai cái MV đầu tiên thì không có làm hài. Dạ. Yeah. Đến cái MV thứ ba thì tự nhiên cái duyên kết hợp với diễn viên Hứa Minh Đạt là người anh của Trung đó. Dạ. Yeah. Thì bắt đầu khi mà kết hợp cái MV đó thì được khán giả yêu mến nhiều hơn và cái tên Hồ Việt Trung rộng rãi hơn, đó là MV Nô Lệ Tình Yêu. Dạ. Yeah. Và bài đó là cũng là bài hit của Hồ Việt Trung, tạo nên tên tuổi của Trung trong lòng khán giả. Bắt đầu từ MV đó là Trung làm hài không? Có nghĩa là thấy ủa sao mình làm cái MV này mà lượt view nó cao quá. Dạ. Yeah. Thì cái tới mình làm tiếp thì lượt view tăng nữa, thì từ đó tạo nên một thương hiệu của Hồ Việt Trung là ca sĩ vui vẻ, vui nhộn. Sự xuất hiện của Trung là mang tiếng cười đến cho mọi người. Mình bị cái dấu ấn như vậy luôn á, nên yeah. là sau này mình hát những bài buồn là nhiều lúc khán giả không chịu. Có nghĩa là người ta đã quen với hình ảnh kia của anh rồi. Cứ MV này qua MV khác thì những cái ý tưởng từ đâu để mà mình bắt đầu hình thành nên những bài hát như vậy, hay là mình nghe nội dung bài hát rồi mình nảy sinh ra ý tưởng? Thông thường thì Trung lấy từ những cái câu chuyện đời thường, thấy những cái gì mà nó hài hài, mình cảm nhận được cái mình ghi lại. Bây giờ thường thường có những cái câu trend ở trên mạng, mình lấy những câu đó mình đưa vô trong những MV của mình thì khán giả người ta lại dễ nhập hơn. Và trong số những MV của anh á thì bài nào làm anh tâm đắc nhất? Em Là Của Anh là cái bài đó, là bài Trung được nhiều người biết tới nhất. 10 năm được khán giả biết tới thì cũng khoảng có chục bài hit. Những cái bài mà chỉ cần mở nhạc lên thôi, không cần giới thiệu tên là đã biết Hồ Việt Trung hát rồi. Và mối duyên từ đâu để anh có thể có được những bài hát như thế? Đi hát về mình rảnh thì mình lại tập trung vào những cái giai điệu mình tự mình viết. Thường thường thì tự mình viết cái nhạc thì mình sẽ dễ hát hơn, là tại vì mình viết theo cái quãng tâm của mình á. Đôi khi mình viết theo cuộc đời của mình, những cái chuyện tình của mình đưa vào nhạc thì mình dễ cảm hơn. Dạ. Yeah. Bao lâu thì mình sẽ viết xong một bài à? Tùy theo cảm xúc lúc đó, có nhiều lúc cảm xúc cao trào mình có thể viết trong vòng một tiếng đồng hồ là mình đã xong một bài rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà có nhiều bài viết cả năm trời sẽ nó không ra. Khi mà mình làm những cái bài hát mà mình tự tay mình sáng tác nè, rồi mình hát, rồi mình lên ý tưởng làm MV như vậy, những cái sản phẩm của mình nó thành hình rồi á, lúc mà anh coi anh cảm giác như thế nào? Đặc biệt là với những bài hát mà có nhiều triệu lượt view đầu tiên á. Đầu tiên nhiều view là mình thích rồi. Dạ. Yeah. Rồi sau đó mình sẽ xem những cái bình luận của khán giả. Chung là Chung ưa xem lắm. Có người khen có, người chê có, người góp ý có. Nhưng mà mình tiếp thu hết. Mình tiếp thu hết để mình hoàn thiện hơn với những MV sau này của mình. Nhưng mà có bao giờ có một cái bình luận nào trên mạng làm anh tổn thương không? Trời nhiều em ơi. Bên cạnh những bình luận tiêu cực thì cũng có những bình luận tích cực. Có những người sẽ ủng hộ và cũng như là khuyến khích mình nữa, đúng không anh? Có, thường thì góp ý chê thì cũng ít thôi. Quan trọng là fan của mình khen mình thì nhiều. Và chính những lời khen đó là mình có động lực mình đầu tư tiếp. Vậy thì trong những MV của anh thì MV nào là tốn tiền của anh nhất? Cái series phim ca nhạc giải cứu tiểu thơ của anh là tốn tiền nhiều nhất.
Nếu mà giờ mà tính ra CD phim đó, anh mua mấy cái nhà đó, đã làm nghề rồi thì giống như là mình đi hát hàng đêm, mình được khán giả mua vé ủng hộ cho mình, mình có tiền thì mình lấy cái tiền đó để mình đầu tư sản phẩm lại, mình phục vụ cho khán giả. Cái đó là cái nhiệm vụ bắt buộc phải làm của một người nghệ sĩ. Nhưng mà mình để tiền đó mình mua nhà thì mình có thể tích góp tài sản, mình đảm bảo an toàn về khi mà mình lớn tuổi. Nó cũng là một cái để mà mình tạo sự ổn định cho bản thân chứ. Không, cũng có em. Ví dụ như có 10 phần thì mình chia ra là bao nhiêu phần mình lo cho gia đình, bao nhiêu phần mình để đầu tư sản phẩm, bao nhiêu phần mình tích góp. Mình cũng phải có sự phân chia hết trong cái chi tiêu hàng ngày của mình. Gần đây thì anh có ra mắt một bài hát để dành tặng cho con của mình. Anh có thể chia sẻ về sản phẩm này được không? Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Long Hộ Huỳnh. Bài hát là được mang tên là Bức Thư Gửi Con. Bài hát này chung ra vào cái dịp sinh nhật của con gái, như một món quà dành tặng cho con. Khi mà ra cái ca khúc này thì chung đưa lên trên TikTok một đoạn thôi, nhưng mà được rất nhiều mọi người chia sẻ thì mình thấy cũng có hiệu ứng. Yeah. Và cũng được nhiều người đón nhận. Tại sao anh lại chọn món quà sinh nhật đặc biệt như vậy để tặng cho con của mình? Những năm trước thì mình làm sinh nhật cũng làm rồi, tặng quà cũng tặng rồi. Yeah. Nhưng mà riêng cái này là chúng muốn làm kỷ niệm để sau này con lớn lên con sẽ xem được những cái hình ảnh này, con sẽ cảm nhận được cái tình cảm của ba dành cho con như thế nào. Trước khi mà bé đóng, bé nghe bài hát rồi bé nghe ba chia sẻ thì bé có cảm nhận và chia sẻ gì với anh không ha? Hỏi hay không đó, ba, bài này hay, quay đi ba, chuyện này đóng MV luôn nha. Nó dạ. Anh hỏi quay được không? Được, con diễn được, ba cho con quay đi. Vậy thí dụ như sau này bé nói là bé muốn theo nghề thì anh có cho không? Chắc chắn nó phải cho, ủng hộ hai tay luôn. Phải hạnh phúc gì là kiếp này được làm nghệ sĩ, mà nếu có kiếp sau nữa thì vẫn muốn làm nghệ sĩ. Em cũng tin là với món nghề như anh thì sắp tới đây là khán giả sẽ còn nhiều sản phẩm âm nhạc nữa để chờ đó. Hy vọng là qua đây thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về dự án âm nhạc sắp tới của mình được không? Mọi người luôn mong đợi một cái sản phẩm phim ca nhạc của Trung, nhưng mà chắc trong năm nay thì chưa dự định làm được, tại kinh tế còn đang eo hẹp, nhiều thứ chi lắm. Cho nên là một lần làm phim là một hầu như là một năm chỉ làm một lần thôi. Rồi sau đó là quay những cái MV ca nhạc, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Trong thời gian gần sắp tới thì là quý vị khán giả ơi, mình chưa có phim ca nhạc coi rồi. Theo thì bây giờ mình lắng nghe một món quà âm nhạc từ ca sĩ Hồ Việt Trung nhé. Mãi tóc thề thương em bao năm.
Em sống cực kỳ đơn giản, em chỉ mong sao mỗi đêm qua đôi ta lại nhìn thấy nhau. Anh yêu em như là vầng trăng, đêm mười lăm soi dài biển rộng. Dù cho mưa gió kéo qua nơi này, tình yêu anh vẫn chẳng đổi thay. Em đã mang cả cuộc đời em trao về anh mà không cần gì, vì yêu anh em đánh đổi tất cả. Cảm ơn em đã làm vợ anh. Anh yêu em như là vầng trăng, đêm mười lăm soi dài biển rộng. Dù cho mưa gió kéo qua nơi này, tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay. Em đã mất cả cuộc đời em trao về anh mà không cần gì, vì yêu anh em đánh đổi tất cả. Cảm ơn em đã làm vợ anh, vì yêu anh em đánh đổi tất cả. Cảm ơn em đã làm vợ anh. Xin cảm ơn món quà âm nhạc của ca sĩ Hồ Việt Trung. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với phần bật mí bí mật. Anh chơi được bao nhiêu nhạc cụ? Một, piano. Anh học piano từ năm bao nhiêu tuổi ạ? 16 tuổi. Tên album đầu tiên của anh? Chắc chắn anh sẽ quên em. Anh từng tham gia bộ phim nào? Khoái ăn sang, sáng ăn khoai. Thần tượng của anh là nghệ sĩ nào? Thần tượng của anh là Ngọc Sơn. Anh nấu ngon nhất món gì? Anh kho cá. Món ăn con gái anh yêu thích nhất là món nào? Món sườn ram á. Việc làm đầu tiên trong ngày của anh là gì? Luyện thanh. Dự định của anh trong thời gian sắp tới là gì? Đang ước mơ là một cái live show kỷ niệm 20 năm đi hát. Vậy xin chúc cho live show trong ước mơ ấp ủ của anh sẽ sớm thành sự thật, và anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và luôn được khán giả yêu thương. Xin được cảm ơn tất cả tình cảm của quý vị khán giả đã yêu thương Trung trong suốt thời gian qua. Và rất mong là mọi người sẽ luôn luôn giữ mãi tình cảm này để Trung ngày càng cố gắng hơn nữa ra những sản phẩm thật là hay để gửi đến cho tất cả quý vị. Dạ vâng, và quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy nhớ đón xem chương trình Chuyện Tối Cùng Sao được phát sóng vào lúc 21:50 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Còn bây giờ thì Minh Ngọc và ca sĩ Hồ Việt Trung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Một ca sĩ giữ kỷ lục về số đĩa bán chạy nhất làng nhạc Việt. Một thần tượng âm nhạc của khán giả trẻ suốt thập niên 2000. Chẳng bao giờ dài khờ yêu ai mà có thể hay được mình đã sai. Quay đi quay lại cùng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. Ca sĩ Ân Hoàng Phúc với những cột mốc vàng son trong sự nghiệp và hành trình xây dựng mái ấm gia đình sẽ được trải lòng với Chuyện Tối Cùng Sao. Phúc có 3 cột mốc. Cột mốc đầu tiên là bắt đầu từ năm 2000 khi mà Phúc lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng con đường ca hát của mình, và bắt đầu từ đó nó mở ra một cái con đường thành công. Đón xem Chuyện Tối Cùng Sao với câu chuyện của ca sĩ Ân Hoàng Phúc được phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.